quá đẹp luôn. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem nha, tiếp tục. Rồi hôm nay mình quay tàu đánh cá của ở Kiên Giang mình đang xuất hành nha các bạn. Rồi hôm nay là mình quay ngay trong ngày 19 Tết. Rồi quay địa điểm ở đây là ngay tại ngay sông Cái Bé Tắc Cậu các bạn. Đông luôn. Ở dưới đang chạy lên cái tàu quá đẹp luôn á. Quá sau lưng cái chiếc tàu xanh đó, xanh kia đẹp ghê luôn trời. Mới chát luôn. Xà lan cũng lại tới cua này, nó cúp vô luôn nha các bạn. Nói chung mấy cái đoạn đường này thì ghe xà lan đâu đi nhiều lắm. Cho nên hôm nay ngay cái trăng cái dịp của mấy tàu biển đi đánh cá đó các bạn. Cho nên nó cũng hơi nguy hiểm mà. Qua cua chặt cua rồi cũng đông lắm. Ghe này nãy giờ ghe tới lui hoài luôn. À, sao hai ghe đang lên nữa hả? Hai chiếc này sao quá trời đã luôn, đẹp cực kỳ luôn. Xà lan bắt đầu đang chặt cua vô đó. Tàu biển cũng chặt cua vô đây luôn. Tàu biển cũng ôm theo luôn kìa các bạn thấy không? Cặp sao mới giữ được kìa. Nó thòm tầm thòm. Đồ cặp sao kìa. Quá đẹp luôn. Rồi ở đây là đang ôm cua vô nha.
Rồi vô xà lan. Xà lan Lâm ơi. Bên vậy trời. À, Hải Thạnh. À, cơ sở Hải Thạnh nãy giờ cũng đông ghê á. Quá đẹp. Hết hồn cái đảo đẹp. Đây vô chiếc cái gì? Ồ. Oh. Hai chiếc này quốc cái bên bên trời thôi. Quá wow, ta nè ta nói dữ dữ không. Rồi quất đi. Cà nồi ra đẳng